Vâng, xin chào tất cả quý vị các bạn cùng toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thắng Hoàng. Hôm nay Thắng Hoàng sẽ giới thiệu với mọi người một trong những cái dòng siêu phẩm cục đẩy cao cấp của hãng CAF với mã là L20. Đây là một dòng main mạnh nhất, có thể là gọi là mạnh nhất của hãng. Và hôm nay thì Thắng Hoàng sẽ giới thiệu với mọi người. Thì hôm trước thì có về được mấy chiếc thì không nhớ là có khách đặt, nhưng mà lu bu công việc vợ con sinh đẻ với lại con nó ốm nằm viện, cho nên là em cũng không có nhớ địa chỉ để em gửi lại cho anh. Đấy, nếu như mà xem video thì nhắn lại địa chỉ cho em để nhận hàng, hoặc là các bác có thể đang xem video có thể liên hệ với Thắng Hoàng để đặt hàng ngay qua số điện thoại là 0969800985. Và bây giờ thì ta bắt đầu vào chi tiết cho sản phẩm nha các bác nhé. Thì đây là dòng main của CF với mã L20. Cái này thì ở trên trang mạng GOL thì họ cũng có tích kê lên đây những cái bảng thông số kỹ thuật của sản phẩm, ký hiệu của mã model và cân nặng. Thì đây em cũng có để lên chiếc bảng cân rồi. Đấy, nó rơi khoảng tầm 33kg tính cả nắp. Đấy, dòng mặt máy 3U có tem thương hiệu được khắc ở đây. Đấy, mã ghi ở trong đây, hai volume bên đây. Cái dòng này thì nó là dòng áp dụng công nghệ cao cấp nhất, đấy là dòng Class TD, và nó được sử dụng sò sắt nha mọi người nha. Cái này thì công suất định ngưỡng của nó ở 8 ohm một kênh, nên là 2000W và 2900W một kênh ở 4 ohm. Và con này nó đặc biệt, nó hay hơn nữa là nó có thể cho mọi người đánh ở cái ngưỡng loa 2 ohm luôn nha. Nó giới hạn cho các bác có thể đánh được cả loa 2 ohm luôn. Đấy, đấy là một cái chỗ cái nới được cái khoảng giới hạn ra rất là tốt khi mà các bác dùng nhiều loa. Đấy, không dùng cũng rất là an toàn. Đấy, hay nhất là được đánh 2 ohm luôn. Và cái này khi mà các bác đánh chập kênh ở 2 kênh ở chế độ 8 ohm thì nó công suất của nó là 5400 thì cái này thì em cũng không nhiều khi thông số nó cũng không nhớ lắm, nhưng mà cái công suất định ngưỡng chuẩn của nó là 2800 ohm và 2904 ohm. Đấy, và 4200 là 2 ohm. Đấy, các bác đánh khỏe kẹt ga nhá. Bây giờ ta đi vào trong bên máy này. Cái máy này thì sản phẩm mới, bây giờ là nó không có ra cái mẫu mã model sản phẩm này nữa các bác nhé, cho nên đây nó cũng được là một trong những cái model còn sót lại và còn nó được gọi là hàng hiếm rồi. Đấy, hai bo tụ riêng biệt cho hai bo công suất, gọi là hai bo nguồn riêng biệt, và sử dụng tụ mỗi con tụ là 250V, mã 3030, áp cực cao cực khỏe. Những bác nào yêu thích những cái dòng công nghệ cao, đánh những loa lớn loa to thì đây là một đầy không thể bỏ qua. Biến áp nó quá khủng luôn, chiều cao nó đã dày rồi, và cái độ rộng của nó cũng phải hơn 20cm, 21 hay 22cm các bác nhé. Nguồn rất lớn luôn. Đấy, Class TD thì nó sử dụng hai cái quạt này rồi thì nó khá là mát. Âm thanh thì không có gì để mà phải đắn đo về cái dòng này. Dòng này âm thanh quá tuyệt vời luôn, âm thanh cao cấp nhất rồi. Đấy, và nó được áp dụng cái dòng sò sắt này nữa thì các bác quá yên tâm về chất lượng âm thanh đúng không ạ? Dày, khỏe, mạnh. Đấy, âm thanh chắc. Đây là hai phíp, phíp trên là một bo công suất và phíp dưới là một bo công suất nha các bác nhá. Đấy, bo phíp mạch bo rất là rộng, bo rất là rộng. Bo rộng như thế này thì cái độ vi mạch của nó cũng sẽ lớn hơn, độ tải của nó cũng sẽ khỏe hơn, cho nó đáp ứng được cái công suất tốt cho các bác để các bác hoạt động lâu dài. Đấy, cái này thì có mấy con thì em bán cho khách hết rồi, thì dùng khá là ok, tuyệt vời. Cái hàng này là hàng săn đón cho nên là các bác tuyệt đối yên tâm. Và đây nữa thì em cũng xin chú thích thêm, khi mà các bác mua các sản phẩm này về ở cái bo tụ này thì ở đây thì nhà máy họ sản xuất ra là cái keo á, cái keo là họ không có dính, nhưng mà cái tụ này thì nó hơi dài, tụ này nó hơi dài về vận chuyển đường xa, nó không an toàn đảm bảo, cho nên em cũng có dán lại một lớp keo để mà ghim lại những cái tụ này. Nếu các bác về mà không thích cái keo này, nó không có đến mức độ bám chắc, các bác chỉ cần bóc lột cái là nó bung ra, máy lại như bình thường. Đấy, không có một dấu vết tích gì cả. Đấy, và phía sau đây nó có các cái ngưỡng cho các bác gạt ở phía đây nhá, nó sẽ hướng dẫn cho các bác này chế độ brake chập kênh thì gạt số mấy này. Đấy, và chế độ
độ nhạy thì gạt số mấy thì các bác có thể là liên liên đới ở đây qua những cái ký hiệu chú thích ở các cái thông số đây các bác có thể gạt nhá. Đấy, lỗ cắm nồi chích à lỗ cắm Canon và linh tín hiệu Canon luôn. Đấy, và phía này nữa là lỗ hai lỗ rắc new chích cắm loa. Đấy. Các cái định ngưỡng à các cái ngưỡng mà để gạt công suất thì nó cũng sẽ ký hiệu cho các bác ở trên đây để các bác đạt được những cái hiệu quả nó như muốn nhá. Đấy. Ở đây nó chú thích với các cái cần gạt đây luôn các bác nhá. Đấy. Đặt các cái công suất ngưỡng maximum 2000 thì tất cả các cái công tắc này sẽ gạt xuống này. Nếu như 1700 thì các bác sẽ gạt cái công tắc số 3 cuối cùng này gạt lên chẳng hạn. Đấy. Thì nó sẽ đạt được cái hiệu quả công suất như mình cần nhá. Ví dụ như 2000 mình không dùng hết, mình muốn gạt thêm 1000 thì mình nhìn cái hiệu ứng ở đây mình gạt thôi. Con đẩy này thì cái giá mà em bán ra là 10 triệu đồng cho một chiếc đẩy này, tặng kèm thiết bị dây rắc cho mọi người nhá. Đấy. Các bác có thể xem lại hình thức một lần nữa. Đấy, có thể đặt hàng thì liên hệ cho Thắng Hoàng qua số 0969 800 985. Cảm ơn và chào tất cả mọi người.